Sarah xin kính gửi lời chào đến quý ông bà, cô chú bác, anh chị em đang theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay. Sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, Nga phóng tên lửa vào trung tâm huấn luyện đặc nhiệm Ukraine. Vào tối ngày 4 tháng 4, những vũ khí tầm xa có độ chính xác cao phóng từ biển gần thị trấn Ozhakiv đã phá hủy một trung tâm huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm Ukraine, nơi được sử dụng cho lính đánh thuê nước ngoài. Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Tướng Konashenkov không nêu thiệt hại do vụ tấn công gây ra. Quân đội Nga mô tả những người nước ngoài tới Ukraine tham chiến là lính đánh thuê. Ông Konashenkov thêm rằng lực lượng Nga đã phóng nhiều tên lửa chính xác từ trên không nhằm vào các cơ sở lưu trữ nhiên liệu ở 4 địa điểm Kremenets, Cherkasy, Zaporizhia và Novomoskov. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự hôm ngày 24 tháng 2, lực lượng Nga thường nhắm mục tiêu vào các cơ sở lưu trữ và phân phối xăng dầu phục vụ cho các hoạt động tác chiến trên khắp Ukraine. Xung đột ở Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù hai bên đã trải qua nhiều vòng đàm phán bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nga tuyên bố rút lực lượng ở miền Bắc Ukraine và được cho là đang dồn lực để củng cố mặt trận phía Đông và Nam nước này. Serhiy Hayday, chủ tịch chính quyền quân sự vùng Lugan ở miền Đông Ukraine cho biết, tình hình khu vực đang rất khó khăn khi Nga tiếp tục oanh tạc mục tiêu. Các cuộc pháo kích dữ dội giao tranh trên đường phố vẫn tiếp tục, ông nói. Cả lực lượng cứu hộ và bác sĩ đều không thể tiếp cận một số quận như Popasna và Rubine. Ở vùng duyên hải phía nam Ukraine, Nga đã kiểm soát được thành phố lớn Kherson và một số mục tiêu nhỏ hơn như Melitopol. Các thành phố cảng miền nam Ukraine là Odessa và Mykolaiv gần đây ghi nhận một số vụ tập kích bằng tên lửa hoặc rocket. Bộ Nội vụ Ukraine hôm nay cho hay một tàu dân sự treo cờ Cộng hòa Dominica đang neo đậu tại cảng Mariupol, đông nam nước này thì bị trúng hỏa lực được lực lượng Nga phóng từ phía biển, khiến buồng máy của tàu bốc cháy. Giới chức Ukraine đã giải cứu các thủy thủ trên tàu, nhưng không tiết lộ quốc tịch của họ. Con tàu sau đó bốc cháy dữ dội và đang chìm dần xuống biển. Thưa quý vị, Ukraine tìm thấy thêm thi thể ở thị trấn Bucha. Các tình nguyện viên Ukraine ngày 4 tháng 4 cho biết họ đang nỗ lực tìm kiếm thi thể dưới các tầng hầm tại thị trấn Bucha, phía tây bắc thủ đô Kiev. Một tình nguyện viên nói rằng có hàng trăm thi thể, không phải hàng chục ở khu vực này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã đến thăm Bucha, cho hay hơn 300 người thiệt mạng tại thị trấn này. Con số có thể tăng lên sau khi lực lượng Ukraine kiểm tra toàn bộ khu vực. Tổng thống Zelensky nói rằng Kiev ủng hộ mở cuộc điều tra hành động sát hại dân thường ở Ukraine và ông sẽ phát biểu trước Liên Hợp Quốc hôm nay về vấn đề này. Giới chức Ukraine cho biết tới nay khoảng 410 thi thể đã được thu thập ở các làng mạc, thị trấn trong tỉnh Kiev. Trong đó, các công tố viên và chuyên gia đã khám nghiệm 140 thi thể. Tổng công tố Ukraine Irina Venedistova cho rằng đây là những bằng chứng quan trọng về các tội ác chiến tranh của Nga. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia ngày 4 tháng 4 tuyên bố rằng Moscow có bằng chứng cho thấy sự kiện tại Bucha được dàn dựng. Chúng tôi sẽ đưa ra nhiều bằng chứng hơn, đại sứ Nebenzia nói, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Câu hỏi được đặt ra là ai sẽ tiến hành cái gọi là cuộc điều tra độc lập? Đại sứ Nebenzia đề cập đến lời kêu gọi điều tra độc lập về các sự kiện tại Bucha. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều cuộc điều tra độc lập không hề có tính độc lập vì chúng mang động cơ chính trị. Ông Nebenzia khẳng định không có bất cứ báo cáo nào về hành động tàn bạo do quân đội Nga gây ra ở Bucha trước khi lực lượng Ukraine tái kiểm soát thị trấn. Trong thời gian các lực lượng vũ trang Nga kiểm soát thị trấn, không một cư dân địa phương nào hứng chịu hành động bạo lực, ông nói. Giới chức Ukraine ngày 3 tháng 4 công bố video cho thấy khoảng 20 thi thể mặc quần áo dân sự nằm rải rác trên đường phố ở Bucha, thị trấn phía tây bắc thủ đô Kiev, sau khi lực lượng Nga rút khỏi đây. CNN cũng đưa tin một ngôi mộ tập thể đã được phát hiện tại nhà thờ Bucha. Hãng này dẫn lời người dân địa phương cho biết khoảng 150 người, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở giai đoạn đầu chiến sự, được chôn ở đó. Thị trưởng Bucha hôm ngày 2 tháng 4 nói rằng những mộ tập thể này có thể chôn tới 300 người. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua ra tuyên bố cho biết ông bị sốc khi xem hình ảnh dân thường bị sát hại ở Bucha, nói rằng một cuộc điều tra độc lập là cần thiết để đảm bảo những người gây ra hành động này phải chịu trách nhiệm. Bộ Quốc phòng Nga sau đó ra tuyên bố cho biết lực lượng của họ không sát hại dân thường ở Bucha. Một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc ngày 4 tháng 4 nói với Reuters rằng quân đội Mỹ không thể độc lập xác nhận cáo buộc cho rằng lực lượng Nga thảm sát dân thường tại thị trấn Bucha, nhưng cũng không có lý do gì để phản đối thông tin do phía Ukraine đưa ra.
Thưa quý vị, Nga siết visa với công dân các nước không thân thiện. Mới đây, sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ngày 4 tháng 4 sẽ đình chỉ chế độ cấp thị thực đơn giản hóa của Nga với một số nước thành viên Liên minh châu Âu cũng như với Na Uy, Thụy Sĩ, Đan Mạch và Iceland. Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ Ngoại giao Nga và các cơ quan khác cũng được yêu cầu áp hạn chế nhập cảnh với công dân nước ngoài có hành động không thân thiện chống lại Nga. Nga tháng trước công bố danh sách các nước không thân thiện gồm Mỹ, các nước thành viên EU, Anh, Nhật Bản, Canada, Na Uy, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Ukraine. Động thái của Nga được đưa ra sau khi nhiều nước phương Tây tuyên bố cấm máy bay Nga để phản ứng với chiến dịch quân sự ở Ukraine. Điện Kremlin cũng đáp trả bằng lệnh cấm tương tự và yêu cầu các nước không thân thiện phải mua năng lượng Nga bằng đồng rúp, đồng thời cảnh báo trong tương lai chỉ xuất khẩu nông sản tới các quốc gia thân thiện. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm qua cũng tuyên bố bỏ hạn chế di chuyển hàng không vì COVID-19 với 52 nước, trong đó có Argentina, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và các quốc gia không thân thiện khác. Thưa quý vị, Thượng Hải áp phong tỏa toàn thành phố 26 triệu dân. Lệnh phong tỏa hiện được áp dụng với toàn bộ 26 triệu dân của Trung tâm Tài chính Thượng Hải sau khi giới chức tuyên bố gia hạn các biện pháp hạn chế ở khu vực phía tây thành phố cho đến khi có thông báo mới. Thượng Hải đã ghi nhận kỷ lục 13.086 ca nhiễm vào ngày 4 tháng 4, tăng từ 8.511 ca một ngày trước đó. Ít nhất 38.000 nhân viên chống dịch từ các địa phương khác đã được điều động tới Thượng Hải. Truyền thông Trung Quốc mô tả đây là chiến dịch y tế lớn nhất trên toàn quốc kể từ khi thành phố Vũ Hán bị phong tỏa đầu năm 2020. Trước khi áp lệnh phong tỏa toàn thành phố, Thượng Hải thi hành chính sách phong tỏa từng phần phía đông và phía tây với hy vọng kiểm soát được đợt bùng phát dịch do biến chủng Omicron mà không gây tê liệt các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, chính sách cách ly của Thượng Hải đã bị chỉ trích khi để người không có triệu chứng ở cùng những người có triệu chứng hoặc tách trẻ em khỏi cha mẹ. Trung tâm Y tế Trẻ Em Thượng Hải cho biết, một khu điều trị tạm thời đã mở thêm 1.000 giường để điều trị cho cha mẹ và trẻ em, nhưng không rõ liệu có thay đổi chính sách nào lớn hơn hay không. Dù ngày càng nhiều người dân bày tỏ nỗi thất vọng với lệnh phong tỏa trên mạng xã hội, giới chức địa phương chưa có dấu hiệu thay đổi quan điểm chống dịch. Công tác phòng chống dịch bệnh của Thượng Hải đang trong giai đoạn khó khăn nhất và quan trọng nhất, Ngô Càn Du, một quan chức của Ủy ban Y tế thành phố nói. Chúng ta phải tuân thủ chính sách dập dịch chung mà không được phép do dự hay dao động. Thượng Hải đã áp đặt những biện pháp hạn chế cứng rắn vào tuần trước khi phải vật lộn ngăn đợt bùng phát lớn nhất. Hàng nghìn người đã phải cách ly trong các cơ sở điều trị sau khi có kết quả dương tính, dù có hay không có triệu chứng. Trần Nhĩ Chân, bác sĩ phụ trách một cơ sở cách ly ở Thượng Hải cuối tuần trước nói, có khả năng giới chức sẽ thay đổi hướng dẫn cách ly, cho phép người không có triệu chứng ở nhà, đặc biệt nếu ca nhiễm mới tăng mạnh. Phó Thủ tướng Trung Quốc phụ trách về COVID-19 Tôn Xuân Lan kêu gọi, giới chức làm mọi thứ có thể để giải quyết khó khăn của người dân trong khu vực phong tỏa, như thiếu thuốc men, thực phẩm và nước uống. Trung Quốc vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược không Covid trong suốt hơn 2 năm đại dịch bùng phát, bất chấp cái giá mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải trả ngày càng tăng. Khoảng 23 thành phố Trung Quốc hiện phải phong tỏa một phần hoặc toàn bộ, với khoảng 198 triệu người bị ảnh hưởng. Các khu vực bị phong tỏa chiếm khoảng 13,6% GDP của Trung Quốc, theo công ty môi giới Nomura hôm ngày 5 tháng 4. Bộ trưởng Tài chính Đức Lindner nói EU chưa thể dừng nhập khẩu khí đốt Nga vì động thái này sẽ gây tổn hại không chỉ cho Moscow. Bộ trưởng Đức khẳng định cắt giảm nhập khẩu khí đốt từ Nga phải cần một thời gian. Ông gợi ý rằng thay vì lệnh cấm chung với tất cả nguồn năng lượng từ Nga, Liên minh châu Âu có thể xem xét áp lệnh cấm với từng mặt hàng như dầu, than và khí đốt. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambert hôm ngày 4 tháng 4 kêu gọi EU thảo luận về lệnh cấm nhập khẩu khí đốt Nga, làm dấy lên hy vọng Đức đang suy nghĩ lại về lệnh trừng phạt khí đốt từ Moscow. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cũng bày tỏ quan điểm giống Bộ trưởng Lindner, rằng ông phản đối lệnh cấm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga ngay lập tức. Nga đang cung cấp 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, trong đó Đức, Italy và nhiều nước Trung Âu phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung này. Khoảng 25% nguồn dầu mỏ do châu Âu cũng đến từ Nga. Khí đốt từ Nga được chuyển tới Đức qua các đường ống cố định là nguồn cung năng lượng mà Berlin khó loại bỏ nhất. Đức hiện nhập khẩu 55% khí đốt của Nga, một nửa lượng than của Đức cũng mua từ Nga, nhưng gần đây Berlin đã tìm thêm nhiều nguồn cung khác. Trong khi Mỹ và một số nước Đông Âu trong NATO kêu gọi tẩy chay năng lượng Nga ngay lập tức để phản ứng với chiến dịch quân sự ở Ukraine, Đức là một số nước khác vẫn e dè, cho rằng quyết định như vậy gây thiệt hại quá lớn về kinh tế.
Ủy ban châu Âu hôm ngày 28 tháng 3 xác nhận EU hoàn toàn không phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu từ Nga vào năm 2027. EU và Mỹ trước đó cũng ký thỏa thuận cung cấp thêm khí đốt của Washington cho châu Âu. Mỹ cho biết sẽ làm việc với các đối tác quốc tế, cố gắng đảm bảo ít nhất 15 tỷ mét khối khí hóa lỏng cho thị trường EU vào năm 2022 và tiếp tục tăng trong tương lai. Thưa quý vị, tìm thấy thi thể công dân người Việt mất tích 6 năm ở Israel. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel hôm nay cho biết, văn phòng cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol tại Israel gần đây thông báo tìm thấy một thi thể cùng giấy tờ tùy thân tại khu vực hoang mạc Nahal Hakika, phía bắc Israel. Thi thể này xác định là công dân Việt Nam sinh năm 1993, sinh viên Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Công dân này tham gia chương trình vừa học vừa làm tại Israel do trung tâm Avara tổ chức từ ngày 2 tháng 8 năm 2016 và mất liên lạc từ ngày 17 tháng 9 năm 2016. Sau khi Interpol xác nhận thông tin về thi thể được tìm thấy, Israel cho hay công tác pháp y đang được hoàn tất và sẽ phối hợp với Việt Nam để giải quyết về vấn đề hậu sự. Vừa rồi là phần tin tức thế giới thưa quý vị, xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin đến từ Việt Nam. Thưa quý vị, thêm em gái cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt. Ngày 5 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an cho biết, bà Nga, em gái cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, bị cơ quan cảnh sát điều tra C01 khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán. C01 xác định bà Nga có vai trò đồng phạm, giúp sức cho anh trai là ông Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Bà Nga, 43 tuổi, hiện là thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc công ty chứng khoán BOS. Ông Quyết từng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Theo báo cáo quản trị năm 2021, ông Quyết là cổ đông liên quan tới người nội bộ và sở hữu 3,156 triệu cổ phiếu ART của chứng khoán BOS, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 3,2% vốn. Một ngày trước, em gái khác của ông Quyết là bà Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ ban kế toán tập đoàn FLC đã bị khởi tố bắt tạm giam cùng về tội thao túng thị trường chứng khoán. Theo C01, việc làm của những người này gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thưa quý vị, vợ chồng nguyên bí thư tỉnh Ninh Bình tử vong sau tai nạn. Gần trưa ngày 5 tháng 4, xe 5 chỗ của ông Tuyên khi đến gần Big C, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình thì lao lên rẽ phân cách giữa đường, cày nát nhiều cây xanh và tông vào cột điện. Chiếc xe sau đó bắn sang đường ngược chiều. Người vợ bị văng khỏi xe, tử vong tại chỗ. Ông Tuyên được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trong tình trạng nguy kịch. Đến 15 giờ 15 cùng ngày thì qua đời, lãnh đạo bệnh viện cho biết. Tại hiện trường, cột điện giữa đường đổ nghiêng, mệnh vỡ chiếc xe màu đen bắn tung tóe trên quãng đường dài khoảng 30m. Xe biến dạng hư hỏng nặng. Ông Phạm Minh Tuyên, quê xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, từng là đảng viên Trung ương Đảng khóa 9, đại biểu Quốc hội các khóa 11-12, bí thư tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2001-2006. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Nhẫn, 72 tuổi. Vâng thưa quý vị, và đó cũng là tin tức cuối cùng kết thúc bản tin thời sự ngày hôm nay do Sarah thực hiện. Sarah xin chân thành cảm ơn rất nhiều vì sự quan tâm theo dõi của quý ông bà, cô chú bác, anh chị em. Sarah xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.